Hoa hậu Elsa Waraha phản ứng căng, vỗ mặt anti-fan khi bị chỉ trích diễn ở bar trong concert tại Mỹ. Mới đây, một trang truyền thông Thái Lan vừa đưa tin Hoa hậu Elsa Waraha cùng Á hậu năm Miss Grand Thái Lan 2022 Charlotte Austin đã trở về quê nhà sau chuyến lưu diễn cực cháy với tư cách là ca sĩ trong concert tại Mỹ. Tuy nhiên, trái với thái độ niềm nở chào đón của phần đông người hâm mộ, một bộ phận netizen đã liên tục đặt câu hỏi khó về việc Elsa diện trang phục phản cảm, biểu diễn trong không gian như quán bar nhà hàng. Khi được hỏi về không gian biểu diễn chỉ như nhà hàng, Elsa Waraha trả lời, nhà hàng thì thế nào, tôi không thấy có vấn đề gì cả. Cho dù đó là một nhà hàng hoặc bất cứ nơi nào, nếu bạn thực sự theo dõi thì sẽ thấy nó là một đêm nhạc. Có rất nhiều nơi chúng tôi đến trong suốt chuyến đi, chứ không chỉ có nơi đó, và ở mọi nơi chúng tôi đều tôn trọng khán giả. Bên cạnh đó, Elsa Waraha cũng đánh thép vỗ mặt anti-fan khi khẳng định sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, nàng hậu chỉ chú ý đến sự nồng nhiệt, yêu thương của khán giả, đây chính là thứ có tiền cũng không mua được. Bỏ qua mọi lời bàn tán không hay, người đẹp sinh năm 1995 vẫn tự hào vì không phải ai cũng có thể đứng hát ở đó. Được biết, tại buổi concert ở Mỹ, Elsa Waraha đã khiến khán giả được dịp nóng bỏng mắt khi diện áo ngắn cũ như bikini lên sân khấu. Không chỉ thoải mái trình diễn, nàng hậu còn nhiều lần cúi người nhận tiền tip làm người hâm mộ phải hú vía vì khoảnh khắc hớ hênh không dám nhìn thẳng. Dường như ngay lập tức, hình ảnh Miss Grand Thái Lan 2022 diễn trang phục phản cảm và tổ chức concert tại nơi trông như quán bar, nhà hàng nhanh chóng nhận về hàng loạt các bình luận chỉ trích chê bai khi bị nhận xét không phù hợp với cương vị là một hoa hậu. Tại buổi concert cuối tháng 5, Miss Grand xứ chùa vàng diễn trang phục theo phong cách Y2K. Điều đáng nói, phần trên của trang phục trông như bikini, chỉ hợp đi biển. Đây là lần đầu chủ tịch Miss Grand Thái Lan đưa các người đẹp sang Mỹ với tư cách nghệ sĩ biểu diễn. Trước đó, các talent thuộc nhà MGI chỉ ra nước ngoài làm từ thiện, hoạt động trong vai trò hoa hậu. Sau buổi diễn, Elsa Waraha tiết lộ cô được tặng tiền khoảng 6.000 USD. Trước đó, Elsa Waraha và Charlotte Austin là cặp người đẹp được yêu thích ở Thái Lan do được người hâm mộ ghép cặp. Họ bán được vé xem nhạc, kinh doanh nhờ thương hiệu Englot. Elsa Waraha sinh năm 1995, giành chiến thắng ở cuộc thi Miss Grand Thái Lan 2022. Sau đó, cô đại diện Thái Lan tham gia Miss Grand International 2022 và giành giải Á hậu 1. Trước khi tham gia cuộc thi nhan sắc, Elsa khá nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Cô đã tham gia cuộc thi The Voice Thái Lan 2018. Có thể nói, Elsa Waraha hiện là người đẹp có sức ảnh hưởng hàng đầu T-biz. Nhan sắc xinh đẹp tựa búp bê sống cùng hình thể nóng bỏng giúp gà cưng của ông Nawaz nhận được nhiều yêu mến từ cộng đồng fan sắc đẹp. Dẫu vậy, không ít lần cô nàng mất điểm. Nguyên nhân xuất phát từ việc đội tóc giả. Đơn cử như mới đây, Elsa Waraha tham gia một sự kiện diễu hành với kiểu tóc tém sáng màu, phần mái quá dài cùng chất liệu trông giả chân khiến nhan sắc của nàng hậu dường như bị phong ấn. Netizen cho rằng thời tiết nắng nóng với độ dài lởm chởm đã làm cho diện mạo của Elsa Waraha trông kém cuốn hút so với thường ngày. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Elsa Waraha mất điểm vì mái tóc. Cách đây không lâu, cô từng gây ngỡ ngàng khi đội mái tóc tém. Tuy hách tuổi đáng kể, nhưng mái tóc khiến gương mặt của cô trở nên to, mất tự nhiên. Nhiều netizen so sánh với Thiên Ân, đối thủ của Elsa Waraha ở cuộc thi Miss Grand International 2022, bởi lẽ hồi tháng 5, Thiên Ân cũng từng trưng trổ tóc giả khi tham gia show của Đỗ Long. Điểm cộng của cô nàng là mái tóc giả được nối vào phần tóc thật, tạo nên phần đuôi sam cực kỳ ấn tượng. Thiên Ân là nàng hậu hiếm hoi phá vỡ lời nguyền bị tóc giả phong ấn nhan sắc. Như Thủy Tiên tại sự kiện chào mừng thí sinh của cuộc thi Miss Grand Thái Lan 2022, cô mất điểm vì mái tóc giả trông thiếu tự nhiên, phần mái và ngôi tóc chưa ăn nhập với gương mặt.